câu số 3. Khoan khoan clip. Đội em đổi phong thủy chút rồi qua đây đi anh. Ở chỗ đó anh giật chạy á hả? Xoay ghế lại sẵn đi anh. Trời ơi là trời. Xin mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi. Đi về chỗ cũ, đi về chỗ cũ. Đi về chỗ cũ. Đi vô đây đi luôn. Hồi nãy anh Nhật nói em, trời ơi, sao em chạy chậm quá vậy? Sao em nói chỗ em lên cùng một lúc, em trễ một giây thôi. Đừng sao để anh cho. Ngồi đây, ngồi yên ở đây. Bây giờ anh trễ tới 10 giây không? Bên đây anh sao? Gõ chiên sớm quá. Dạ không, đâu này em biết. Biết phải không? Tại vì em thi liên quan sân khấu toàn quốc cái vở của em á. Là nói về cha mẹ thì cái bài này là bài chủ đề. Và Hoài Lâm hát bài này thì Hoài Lâm cũng là em của em luôn. À, mời em. Chắc là thử. Thử coi. Đêm đêm con thắp đèn trời cầu mong cha, cầu cho cha mẹ, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Hoài Lâm hát cho em nghe. Chết dạ. Rồi, chết rồi. Sao giọng điệu anh kỳ vậy? Hoài Lâm, cho anh hỏi em xíu. Em có giận hờn gì Gia Bảo không? Khi em đọc cái câu thơ này, em hát cái câu thơ này cho Gia Bảo làm vở tốt nghiệp, em có cố tình em hát sai không Lâm? Không, em nghĩ em đúng, không sai. Em có chốt không? Chốt. Em chốt. Chốt đúng không? À, cái gì vậy? Anh cười ghê vậy? Anh cười ghê vậy anh Nghĩa? Mở ô chữ. Có muốn trao đổi mua bán gì với nhau không? Bây giờ mua A4. A4. Bán rẻ rẻ thì tôi bán lại cho. Rồi, thôi bây giờ mình chơi phe luôn, bán bằng giá chương trình luôn. 1 triệu đúng không? Em, cái A4 nó quan trọng lắm. Rồi, thôi vậy mình bán gấp 10 lần đi. Bán gấp 10 lần đi. Bán gấp 10 lần đi. Tặng giá cho anh. Thôi, bán bán thì có tiền mua. Thôi. Ừ. Rồi, sao bảo? Em phóng lên em giành với anh Nhật. Em gõ một cái ban cái làm anh hết hồn. Bây giờ em có được dùng quyền gì không anh? Không, gõ chuyên rồi dùng gì. Nếu mà bây giờ em tin chắc rằng cái câu trả lời của mình là đúng thì hãy đọc. Em chắc cái câu em đúng rồi đó nhưng ừ thì đọc đi. Cái này em không có dấu hiệu gì của câu trên hết. Em không có dấu hiệu gì của câu trên hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại biết có câu dưới thôi đó hả? Câu trên em không thấy không được chữ nào được hết. Vậy sao lên đánh chiên chị ông? Em câu sao? Trời đất ơi. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.